Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa toàn thể hội trường, có lẽ là đây là một cái phiên mà lần đầu mở ở tại hội nghị Việt-Pháp của Việt Nam, đó là các vấn đề bàn cãi trong sản khoa. Và ngày hôm nay đến với phiên này thì tôi cũng xin được trình bày một cái chủ đề mà vẫn còn đang rất là bàn cãi ở trên thế giới, đó là sàng lọc đẻ non và có nên sàng lọc thường quy hay không. Có lẽ rằng là tất cả chúng ta, một các bác sĩ sản phụ khoa thì không còn lạ gì với cái việc là cái ảnh hưởng của đẻ non. Bởi vì là như thế nào? Đây là một dù là cái y học có phát triển như thế nào đi chăng nữa thì cho đến nay thì cái tỷ lệ đẻ non ở trên toàn thế giới vẫn luôn ở cái mức rất là cao, với xung quanh đâu đó khoảng 10%. Và tùy thuộc vào cái khả năng nuôi sống của em bé mà cái ngưỡng mà đẻ non thì vẫn được xác định là dưới 37 tuần. Tuy nhiên thì ACOG 2021 thì đã nhấn mạnh rằng là tùy thuộc vào cái khả năng nuôi sống của các quốc gia mà đẻ non theo ACOG thì đã cái cận dưới đã tính là ở cái mức độ 20 tuần. Cái ảnh hưởng, các nguy cơ của đẻ non thì đã được đề cập đến khá là sắc nét, như là những cái thai phụ mà mang đa thai hoặc là do lối sống. Thế tuy nhiên thì cái hậu quả của đẻ non thì luôn luôn được nhấn mạnh bởi những cái tác động của những cái em bé sinh non đó, về việc đó là những ảnh hưởng của suy hấp, những cái vấn đề liên quan đến hệ thần kinh, nhiễm trùng hay là chậm phát triển tinh thần vận động sau này, và những cái vấn đề về hệ thống mắt, hệ thống tai. Thế thì hàng năm thì WHO, đây là những cái con số mà vừa được công bố năm 2023 về việc rằng là cái ảnh hưởng của đẻ non trên toàn cầu, với đâu đó xung quanh khoảng 15 triệu trẻ đẻ non trên toàn thế giới. Và cái tác động của cái vấn đề đẻ non đấy đến không chỉ riêng ngành chuyên ngành sản phụ khoa mà đến toàn xã hội là rất lớn. Chính vì vậy mà 2023 WHO cũng đã công bố những cái biện pháp nào để chăm sóc những trẻ sơ sinh non tháng. Thế còn là cái ngành sản phụ khoa của chúng ta thì không ngừng tìm kiếm những cái phương pháp sàng lọc và dự phòng đẻ non, để làm sao đó là cả ngành y tế sẽ chung tay trong cái việc là hạn chế những cái nguy cơ này. Vậy thì trong cái khuôn khổ của bài báo cáo này, tôi xin được đề cập đến một cái chủ đề thôi, đó là sàng lọc, chứ cũng không có đề cập nhiều đến vấn đề dự phòng. Tuy nhiên thì sàng lọc với dự phòng thì luôn luôn gắn bó với nhau, và cũng trong khuôn khổ bài này cũng sẽ chỉ xin trình bày ở những cái trường hợp đơn thai thôi ạ. Vậy thì cái mối liên quan giữa đẻ non và chiều dài của tử cung thì đâu đó khoảng 30 năm nay thì đã không ngừng có những cái nghiên cứu, có những cái public liên quan đến cái vấn đề là có cái mối liên quan chặt chẽ giữa cái chiều dài của tử cung và đẻ non. Và 1,7% các trường hợp có chiều dài của tử cung dưới 15mm thôi, nhưng mà nó chiếm đến 86% những cái trường hợp đẻ non ở trên toàn cầu. Cũng như vậy thì chiều dài của tử cung đã là một cái được gọi là một cái test có độ nhạy và độ đặc hiệu nhất định trong cái việc là dự báo nguy cơ đẻ non. Và người ta cũng thấy rằng là với những cái trường hợp có tiền sử đẻ non thì cái nguy cơ đẻ non tăng rất nhiều, nhưng mà ngay kể cả những cái trường hợp mà có tiền sử đẻ non thì tổng số những cái trường hợp sinh ra bởi đẻ non, ở những cái trường hợp mà đẻ non đó thì đâu đó cũng chỉ chiếm khoảng 7% thôi. Nghĩa là những đến tầm 90% những cái trường hợp mà đẻ non trên toàn cầu thì nó không liên quan đến tiền sử đẻ non. Vậy thì làm thế nào để biết được rằng là mặc dù là tiền sử đẻ non và cổ tử ngắn là hai yếu tố mà đã được coi rằng là có nguy cơ với đẻ non, nhưng làm sao ở cái nhóm mà thai phụ được gọi là nguy cơ thấp với đẻ non, nghĩa là không có những cái tiền sử đẻ non hay yếu tố nguy cơ đó, mà chúng ta có thể là kiểm soát được. Và câu hỏi đặt ra là vậy thì có nên sàng lọc thường quy ở tất cả những cái thai phụ hay không, hay là chỉ là sàng lọc ở những cái thai kỳ mà được gọi là nguy cơ cao trong cái việc là kiểm soát đẻ non. Có lẽ rằng là cái hình này nó hơi bị lỗi. Tuy nhiên rằng là toàn bộ cái vấn đề là tranh cãi trong việc là có ủng hộ cái quan điểm là sàng lọc thường quy hay là không ủng hộ của sàng lọc thường quy thì được gói gọn trong cái slide này. Tại sao lại như vậy? Với cái nhóm mà ủng hộ cho sàng lọc thường quy á, thì người ta thấy rằng là tất cả các thai phụ đều có nguy cơ đẻ non. Có 5% đẻ non dù là đơn thai, không có tiền sử đẻ non. Và nếu như chỉ sàng lọc ở cái nhóm mà có tiền sử đẻ non thôi thì sẽ bỏ sót đâu đó 40% những cái trường hợp đẻ non trên toàn cầu. Và hiện tại thì đẻ non thì có một cái phương pháp sàng lọc hiệu quả, đó là qua cái chiều dài cổ tử cung, và progesterone thì được chứng minh rằng là có hiệu quả trong phòng ngừa đẻ non. Và cũng như vậy có rất nhiều những cái nghiên cứu về vấn đề là vai trò của progesterone ở những cái trường hợp mà cổ tử cung ngắn thì cho thấy rằng là hiệu quả của cái việc là kiểm soát đẻ non là rất lớn. Và như vậy cái nhóm ủng hộ sàng lọc thường quy thì bảo rằng là vậy thì lên sàng lọc thường quy đi. Thế còn là vẫn tự như vậy thì có một cái nhóm không ủng hộ cho cái sàng lọc thường quy. Thì tại sao lại vậy? Một cái nghiên cứu từ gần 10.000 những cái thai phụ đơn thai không có tiền sử đẻ non thì người ta thấy rằng là chỉ có 1% dưới là chiều dài cổ tử cung dưới 15mm, và cái tỷ lệ đẻ non giữa cái nhóm được sàng lọc và không được sàng lọc là tương tự nhau. Hay rằng là cái nghiên cứu khác từ 1.500 thai phụ đơn thai thì thấy rằng là mặc dù là cái tỷ lệ chiều dài cổ tử cung dưới 20mm là lên đến 1,1%, nhưng mà tỷ lệ đẻ non có vẻ như không có sự khác biệt. Bên cạnh đó thì cái vấn đề là cái kỹ thuật đo chiều dài cổ tử cung như thế nào, hay rằng là ngưỡng chiều dài cổ tử cung như thế nào để bắt đầu dự phòng, và hiệu quả kinh tế thì có nên chi trả một cái mức kinh phí nhất định cho một cái vấn đề là sàng lọc thường quy hay không. Do đó là nhóm không ủng hộ về vấn đề sàng lọc thường quy đẻ non vẫn luôn luôn tồn tại. Và để làm rõ hơn cái vấn đề không sàng lọc thường quy thì một cái chương trình gọi là Clear, đó rằng là một cái chương trình gọi là giáo dục cái phương thức cái đo chiều dài tử cung đó, thì người ta đã chỉ ra rằng là người ta có nghiên cứu 3.748 hình ảnh đo chiều dài cổ cung qua ngả âm đạo, mà 80% trong số này thì được gửi bởi các bác sĩ siêu âm. Thì người ta thấy rằng là 15% là không đạt tiêu chuẩn và 25% không đáp ứng được ở ít nhất một tiêu chuẩn. Do đó là nếu như mà mình làm sàng lọc thường quy mà không có những cái tiêu chuẩn để đo chiều dài cổ tử cung thì cái việc mà cái sai số và cái vấn đề là một cái lượng bệnh nhân nhất định, thai phụ nhất định bị ảnh hưởng bởi cái việc là dự phòng đẻ non là rất lớn. Và cũng như vậy thì về vấn đề hiệu quả kinh tế, một cái nghiên cứu với một con số cực kỳ lớn ở một cái trung tâm, người ta nghiên cứu trước và sau cái chiến lược là sàng lọc thường quy đẻ non hay không với khoảng 3,5 triệu thai phụ, thì người ta thấy rằng là có rất nhiều yếu tố được tính toán, trong đó là có 3 biện pháp, đó là sàng lọc thường quy, sàng lọc yếu tố nguy cơ cao, ví dụ như là có tiền sử can thiệp ở cổ tử cung, hay rằng là những cái lối sống, uống rượu, hút thuốc gì đó, và một cái nhóm nữa là nhóm không sàng lọc. Và người ta sẽ theo dõi dọc suốt là tổng số, kể cả vấn đề là chi trả cho vấn đề sàng lọc cho đến là chi trả dùng progesterone để dự phòng, và những cái can thiệp, những cái chi trả để chăm sóc những cái em bé mà đẻ non sau những cái chiến lược này. Thì nếu như nhìn vào cái con số, xin lỗi cái này không có chỉ được, ở cái bản cuối cùng này thì sẽ thấy rằng là có vẻ như là tổng chi trả của 3 cái chiến lược này là xem nhau. Tuy nhiên rằng là cái chiến lược sàng lọc thường quy thì nó sẽ đâu đó giúp là giảm được những cái gần 1.000 em bé là sẽ được hưởng lợi, không bị chết vì đẻ non, và cái số em bé mà phải điều trị những cái tích cực ở trong đơn vị ICU cũng sẽ giảm đi. Và mặc dù là nhìn cái con số này nhưng kết luận của nhiều tác giả khác nhau từ cái nghiên cứu này cũng khác nhau. Một cái kết luận rằng là vậy thì sàng lọc đẻ non đó là hiệu quả chứ, tổng chi phí xã hội bằng nhau nhưng mà cứu sống được gần 1.000 em bé và 65 em bé tử vong. Nhưng một cái nghiên cứu khác thì nói rằng là tổng chi trả nó cũng như nhau, nhưng mà do vậy là bản thân cái nghiên cứu này cũng có những cái tranh luận về vấn đề là kết luận như thế nào sau đó. Và mặc dù có những cái bàn cãi như vậy nhưng năm 2016 thì ACOG cũng công bố một cả nội dung ở trên tạp chí ACOG rất là nổi tiếng về việc rằng là liệu đo chiều dài cổ tử cung để sàng lọc thường quy đẻ non có hay không. Thì người ta căn cứ vào đâu? Người ta căn cứ vào cái tiêu chuẩn gọi là tiêu chuẩn Wilson. Cái tiêu chuẩn này thì được công bố từ năm 1968 mà để triển khai cái sàng lọc thường quy cái ung thư cổ tử cung á. Thì trong cái tiêu chuẩn của Wilson này thì có 10 tiêu chí để biết được thử xem là một cái test nào thì lên được thực hiện thường quy. Thì xét vào những cái tiêu chuẩn như đó, ví dụ như là lý do để sàng lọc phải là một vấn đề sức khỏe, thì cái sàng lọc ung thư, sàng lọc cái đo chiều dài cổ tử cung đạt cái tiêu chí đó, hoặc là cần có một cái phương pháp điều trị đã được chấp thuận thì với chiều dài cổ tử cung thì progesterone đặt âm đạo đã cho hiệu quả, hoặc là với tất cả những 10 cái tiêu chí như thế này. Đây ạ, với tất cả 10 tiêu chí như thế này thì cái sàng lọc thường quy về chiều dài cổ tử cung để dự phòng sinh non thì đều đạt tiêu chí. Và chính vì vậy là ACOG cũng có đưa ra những cái đồng thuận về việc là nên sàng lọc thường quy đẻ non khi áp dụng vào các tiêu chí như thế này. Vậy thì khi nên sàng lọc thường quy thì cái kiểm soát chiều dài cổ tử cung như thế nào để đảm bảo? Trước đây thì trước 2016 thì có vẻ như rằng là vẫn còn có những cái nghiên cứu về tranh luận về việc là cái phương pháp đo chiều dài cổ tử cung qua ngả bụng hay là qua ngả âm đạo. Bởi vì làm sao? Người ta thấy rằng là nếu như chiều dài cổ tử cung đo qua ngả bụng ấy và lấy điểm cắt là 36mm thì nó phát hiện được đến 96% những trường hợp có chiều dài của tử cung dưới 25m qua ngả âm đạo. Do vậy người ta vẫn nghĩ rằng là nên chăng cái bước 1 là đo lường chiều dài của tử cung qua đường bụng để tránh cái việc là có những cái xâm nhập các điểm nhất định vào những cái thai phụ đó. Tuy nhiên là đo chiều dài của tử cung qua đường bụng thì đã có rất nhiều những cái yếu tố ảnh hưởng. Do vậy là cho đến thời điểm hiện tại thì siêu âm qua ngả âm đạo vẫn được coi là cái tiêu chuẩn vàng trong cái việc là cái xác định cái chiều dài của tử cung. Và một cái đồng thuận năm 2018 của rất nhiều những cái hiệp hội rất là nổi tiếng như ACOG, SMFM như thế này thì đã đưa ra tất cả những cái tiêu chuẩn để đánh giá của một cái chiều dài của tử cung. Những cái tiêu chuẩn này đã được Clear tập huấn trên toàn thế giới về cái việc này. Và đến khuyến cáo của ISUOG năm 2022 thì vẫn nói rằng là để mà sử dụng chiến lược sàng lọc đẻ non qua ngả siêu âm đầu giáo âm đạo thì các bác sĩ sẽ phải đạt được những cái tiêu chuẩn được quy định bởi FMF hoặc rằng là bởi được đào tạo qua cái chương trình Clear program đó. Thế thì những cái tiêu chuẩn của FMF của ISUOG đưa ra là như thế nào? Thì ISUOG có đưa ra một cái đồng thuận 2022 mới đây thôi ạ, về rất là rõ những cái tiêu chuẩn để đo chiều dài của tử cung. Ví dụ như trước tử cung chuẩn bị thì phải là bàng quang rỗng, tư thế sản khoa, đầu dò siêu âm như thế này. Và cái cách thức tiến hành cũng như là cái kết thúc, trong đó thì có cái việc là đo chiều dài của tử cung 3 lần riêng biệt và chọn kết quả ngắn nhất. ISUOG cũng đưa ra những cái thông tin về cái việc là khi đo chiều dài của tử cung như vậy thì bệnh bị ảnh hưởng bởi những yếu tố gì. Trong đó thì mặc dù không phải là 10 cái tiêu chí để đo chiều dài của tử cung nhưng ISUOG có nhấn mạnh về cái việc là cho đến thời điểm hiện tại có rất nhiều những cái cổ tử cung mà nó bị gập. Vậy thì đo chiều dài cổ tử cung là đo từng trước đây, trước 2018 thì là hướng dẫn là cộng từng cái đoạn gập lại với nhau. Nhưng mà cho đến cái bản khuyến cáo 2022 thì ISUOG nói rằng là có thể đo một cái đường thôi và chấp nhận cái đường gập đó, bởi vì rằng là cái điểm cắt có thể nó ngắn hơn như vậy thì nó có thể là giúp cho những cái bác sĩ nhận định về việc là đó là những cái thai phụ nguy cơ cao, nó lớn hơn. Và như vậy là với những cái quan điểm mà không ủng hộ sàng lọc thường quy thì thế giới đã không ngừng có những cái nỗ lực để chuẩn hóa cái phương pháp sàng lọc. Vậy thì bây giờ cái điểm cắt như thế nào là để bắt đầu dự phòng? Sàng lọc xong rồi, đo xong rồi, có chuẩn hóa rồi, vậy thì cái điểm cắt như thế nào? Thì để xác định cái điểm cắt nào để bắt đầu dự phòng ấy thì nó có những cái nguyên tắc của cái xác định đó. Ví dụ như rằng là cái măng mối dựa vào độ nhạy này, tỷ lệ dương tính này, bởi vì cái điểm cắt của chiều dài cổ tử cung càng lớn thì khả năng phát hiện những cái thai phụ nguy cơ cao càng lớn, nhưng mà cùng với đó thì một cái lượng lớn thai phụ sẽ chịu ảnh hưởng của cái dự phòng. Vậy thì là sẽ làm như thế nào để cái sự cân đối giữa cái vấn đề đó? Hoặc rằng là ISUOG cũng đã đưa ra là cho đến hiện tại, nếu như những cái nghiên cứu trước 2016 thì sẽ thấy rất nhiều những cái mốc của chiều dài của tử cung ở những cái tuổi thai khác nhau và lên đến tận 30 tuần. Tuy nhiên bây giờ thì cả ACOG, cả ISUOG gần như có những cái đồng thuận về việc là sàng lọc quý 2. Có nghĩa là điểm cắt có thể 14 tuần, 16 tuần. Điểm cắt ở phía sau thì bây giờ thì xung quanh là 24 tuần. Và cũng đã lý giải là tại sao nên quý 2. Nếu như sàng lọc ở quý 1 thì người ta thấy rằng là cái chiều dày của tử cung, chiều dài của tử cung ấy, lúc đấy của tử cung rất là dài, rất là khó để phân biệt được cái lỗ trong, do vậy mà không chính xác. Đồng thời với việc đó thì ở tại quý 2 thì cái cho rằng là tuổi thai từ 14 đến 28 tuần thì chiều dài của tử cung nó khá ổn định. Thế còn là tại sao bây giờ những cái sau 2016 thì cái ngưỡng ở phía sau đo chiều dài của tử cung để sàng lọc á thì là điểm cắt là 24 tuần. Tại sao lại như đấy? Thì ban nãy như là giáo sư Khánh Trang cũng có nói là sau 24 tuần thì lúc đấy người ta đã bắt đầu đến những cái biện pháp điều trị rồi và tùy thuộc vào khả năng nuôi sống nữa, cho nên những cái biện pháp sạc lòng sau 24 tuần thì không được có đề cập đến nhiều. Mà dựa vào những cái căn cứ về việc này mà ISUOG 2022 hoặc là ACOG 2021 thì đều đang đưa ra những cái điểm cắt có vẻ như là nó không giống nhau lắm. Tuy nhiên nó có một cái đồng thuận là cái tuổi thai bắt đầu sàng lọc thì là xung quanh 16 đến 18 tuần và cái điểm kết thúc sàng lọc là khoảng 24 tuần. Và điểm cắt chiều dài của tử cung thì khá được đồng thuận, đó là 25mm để bắt đầu dự phòng. Như vậy rằng là cái cách thức đo đã được chuẩn hóa, điểm cắt thì cho đến thời điểm hiện tại khá đồng thuận. Vậy thì cái thay đổi thực hành và thay đổi khuyến cáo của các tổ chức trên thế giới thì như thế nào? 2019, ACOG thay đổi khuyến cáo, bắt đầu từ cái việc là không ủng hộ cho vấn đề sàng lọc thường quy, thì đã cho rằng là sàng lọc bằng đo chiều dài của tử cung thì được hứa hẹn, có những cái hứa hẹn rất là lớn trong cái việc kiểm soát đẻ non. Cả ACOG 2021 và ISUOG 2022 thì đều có những cái đề cập về vấn đề thay đổi thực hành lâm sàng, nhưng mà khi mà nhìn khuyến cáo ở đây đều là ở cái mức độ là should be, nghĩa là nên sàng lọc. Trong đó thì mức độ khuyến cáo thông thường ở mức độ là 1C, có nghĩa rằng là khuyến cáo mạnh nhưng mà cái mức bằng chứng thì vẫn còn là ở bằng chứng yếu. Có nghĩa rằng là bây giờ cho đến cả hai hiệp hội này thì đang favor cho khuyến cáo sàng lọc nhưng vẫn là ở dừng lại là SUPI. Thế còn là NICE thì có khuyến cáo từ 2028 cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có lên tiếng về vấn đề này. Figo cũng là SUPI, WHO chưa có lên tiếng về vấn đề này. Tại sao lại như vậy? Bởi vì rằng là một cái mà người ta luôn đề cập đó là chiều dài cổ tử cung là một trong những cái thông số mà bị ảnh hưởng bởi chủng tộc. Và tùy thuộc vào cái khả năng chi trả của mỗi quốc gia để mà có thực hiện cái chiến lược sàng lọc hay không. Nghĩa là những cái câu hỏi về việc đó là điểm cắt của chiều dài của tử cung từng quốc gia cũng như là cái chi trả cho vấn đề sàng lọc thường quy là do các quốc gia vẫn cần có những cái nghiên cứu thêm. Và hiện tại thì Bộ Y tế Việt Nam cũng chưa có lên tiếng về vấn đề này. Và như vậy rằng thì là những cái chiến lược nó có thay đổi như vậy. Vậy thì những cái khuyến cáo gần đây nhất thì xin được phép được đề cập đến 3 cái khuyến cáo mới được public gần đây về vấn đề này. Và vấn đề sàng lọc thì luôn luôn đi với kèm với dự phòng. Do vậy là xin được đề cập đến vấn đề sàng lọc của ACOG 2021 thì là với những cái thai phụ mà không có tiền sử sinh non thì người ta, đây ạ, SUPI ạ, cũng nên sàng lọc ở cái tuổi thai từ bắt đầu này, và điểm cắt 25mm thì là bắt đầu có thể dự phòng. Thế còn với những cái trường hợp mà đã có tiền sử đẻ non thì người ta gọi là series sàng lọc, nghĩa là đo lặp lại 1 đến 4 tuần một lần, từ 18 tuần, từ 16 tuần cho đến 24 tuần, và điểm cắt thì cũng là liên quan đến bắt đầu để dự phòng, đó là 25mm. Và ở đây có một cái lưu ý là cái progesterone tiêm đấy, 17 OHPC đó thì không còn được đưa vào là khuyến cáo, đã bị FDA rút rồi ạ, và không còn nằm trong khuyến cáo để dự phòng đẻ non nữa. Và đây là một cái sơ đồ mà tôi nghĩ rằng là trong thực hành lâm sàng cái khả năng áp dụng rất là dễ dàng của khuyến cáo của ISUOG 2022. Trong đó đã có hướng dẫn chi tiết về việc là đơn thai không triệu chứng và không có tiền sử sinh non thì đo chiều dài một lần ở tuổi thai 18 đến 24 tuần. Mặc dù cái này vẫn là SUPI. Sau đó thì tùy thuộc dựa vào điểm cắt 25mm mà chúng ta tiếp tục quản lý thai như thế nào. Và với những cái thai phụ mà có tiền sử sinh non thì cũng có những cái hướng dẫn rất chi tiết là ở điểm mốc, điểm cắt như thế nào thì quản lý như thế nào. Rõ ràng là với thai phụ có tiền sử sinh non thì những cái mốc của chiều dài của tử cung sẽ được quan tâm đến hơn rất là nhiều. Và mới đây thôi, tháng 8 năm 2024 thì SMFM có đưa ra một cái hướng dẫn về vấn đề là quản lý những cái thai phụ mà có chiều dài cổ tử cung ngắn mà không có cái tiền sử sinh non. Thì trong cái này thì một lần nữa SMFM cũng nhấn mạnh rằng thì là cái cách thức để đo chiều dài cổ tử cung thì phải được chuẩn hóa bởi FMF hoặc là bởi Clear. Và cái mốc 25mm cũng là cái mốc để chúng ta bắt đầu điều trị dự phòng. Tuy nhiên là dưới 20mm thì ở recommendation. Thế còn là 21 đến 25mm thì cần phải trao đổi với thai phụ về cái việc là giữa lợi ích và thực ra nguy cơ thì không phải, nhưng là cái chi trả trong cái vấn đề điều trị dự phòng. Và cũng rồi progesterone tiêm thì đã rút ra khỏi cái chỉ định về dự phòng này. Ở đây có một cái lưu ý thì SMFM nhấn mạnh lại là với những cái thai phụ mà không có tiền sử đẻ non thì những cái phương thức để dự phòng như là khâu vòng của tử cung hay là đặt cái bacterium đạo thì không được đề cập đến, đặc biệt là khi không thấy cái lỗ trong của tử cung mở ra. Và ở đây thì có một cái khuyến cáo của SMFM về việc là các thai phụ mà song thai thì tất cả những cái biện pháp dự phòng này thì chưa có những cái minh chứng, vẫn chưa có những cái khuyến cáo, và chỉ ở trong cái bối cảnh đó là những cái nghiên cứu thôi. Và như vậy rằng là qua những cái nhìn lại về những cái bàn cãi trong cái vấn đề là có sàng lọc thường quy hay không thì xin phép đưa ra một vài những cái kết luận, đó là cho đến thời điểm hiện tại thì sàng lọc đẻ non bằng cái siêu âm qua cái ngả âm đạo thì là một trong những cái test sàng lọc mà đang được rất là nhiều những cái favor trong cái việc là sàng lọc để từ đó có những cái biện pháp để dự phòng đẻ non. Và đang tồn tại hai cái chiến lược sàng lọc thường quy và sàng lọc ở cái nhóm nguy cơ cao, và tùy thuộc vào hiệu quả, chi phí cũng như là hệ thống quản lý đẻ non của từng vùng, từng quốc gia và lựa chọn như thế nào. Tôi cũng không rõ là các bệnh viện ở trên toàn quốc thì đang sử dụng chiến lược sàng lọc nào và có sàng lọc hay không, nhưng mà các bác sĩ thì ở trong SMFM có đề cập đến việc là các bác sĩ có thể lựa chọn cho bệnh nhân của mình, bởi vì là những cái hậu quả của đẻ non thì đang là một cái gánh nặng không chỉ cho những bệnh nhân đấy mà cho toàn xã hội. Do đó thì tất cả trong cái quá trình quản lý thai kỳ luôn luôn đặt ra câu hỏi là có nên sàng lọc hay không ạ. Bài báo cáo của tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn chủ tọa.